với mong muốn sẽ trở thành một địa chỉ mua sắm trang sức và vật phẩm phong thủy mang thương hiệu Việt Nam trong dịp xuân mới Kỷ Hợi 2019. Ngày 23 tháng 1, công ty cổ phần Capgeri trực thuộc tập đoàn Trường Tiền đã long trọng tổ chức lễ khai trương cửa hàng trang sức Capgeri tại lô 11 số 10 Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đây là cửa hàng thứ tư mang thương hiệu Capgeri với tôn chỉ người Việt Nam tin dùng hàng Việt Nam. Thành công từ 3 cửa hàng Capgeri trong thời gian vừa qua, công ty Capgeri đã xây dựng chuỗi hệ thống các công ty phân phối sỉ và các cửa hàng kinh doanh lẻ tại nhiều khu vực trong và ngoài nước thông qua 3 thương hiệu ANG, SVG và CPG. Sản phẩm hệ thống cửa hàng Capgeri cung cấp gồm có nữ trang xoàng, nữ trang vàng các loại, quà tặng bằng vàng, tranh tượng giáp vàng hoặc mạ vàng, đặc biệt nhận thiết kế logo, quà tặng dành cho khách hàng doanh nghiệp. Các sản phẩm của Capgeri đều được thiết kế và chế tác bởi các nghệ nhân lành nghề, khẳng định một thương hiệu trang sức, vật phẩm phong thủy mang thương hiệu Việt. Hòa cùng nhu cầu và thị hiếu mua sắm dịp cuối năm, Capgeri cung cấp rất nhiều sản phẩm trang sức và vật phẩm phong thủy ngày Tết, góp phần nhân thêm nhiều may mắn cho mọi người nhân dịp năm mới. Cô đến đây thì hôm nay là ngày khai trương của cửa hàng vàng bạc của công ty Trường Tiền Group. Thế thì cô đến đây cô cũng chọn mà cho mình là những nữ trang về trang sức là vòng đeo tay và nhẫn và dây chuyền. Thì hôm nay là cô đến đây là để mua cho mình một số để làm quà Tết. Chị là một khách hàng rất là khó tính, tức là chị phải chọn những cái nào mẫu thật đẹp và chị thấy là cảm thấy là ở bên này là mẫu mã rất là đẹp. Hôm trước là khai trương ở cửa hàng ở bên xã Đàn, chị cũng mua mấy mẫu và chị tặng cho khách hàng nữa. Đấy, thì chị cảm thấy là trang sức ở đây nó đa dạng, phong phú, nó phù hợp với mọi lứa tuổi và cái đặc biệt là giá cả nó cũng cạnh tranh. Capgeri đấy là chị thấy là đang rất là tốt ở trên thị trường và chị cảm thấy là yêu quý cái thương hiệu đó. Nắm bắt được xu hướng phát triển của thị trường và nhu cầu sử dụng trang sức sang trọng, đẳng cấp ngày càng cao của giới làm đẹp, công ty Capgeri đã không ngừng cải tiến chất lượng, đa dạng hóa mẫu mã và cho ra đời nhiều dòng sản phẩm ngày càng phù hợp với thị hiếu của khách hàng, theo phương châm uy tín song hành cùng chất lượng. Hôm nay tôi rất là vui mừng được là đại diện của lô hàng tại địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Cái sản phẩm chúng tôi thì cũng rất là đa dạng, từ nữ trang, bông vàng, các quà tặng, tượng, tranh, các cái quà tặng phong thủy. Chúng tôi cũng rất là mong muốn và tin tưởng rằng sự phát triển công ty sẽ ngày càng lớn mạnh. Cái thương hiệu các jewelry của chúng tôi sẽ ngày càng được nhiều người biết đến và khách hàng tin tưởng. Để kế hoạch năm 2019 chúng tôi sẽ phát triển thêm 5 đến 7 cửa hàng nữa tại Hà Nội. Với tầm nhìn trở thành một trong những công ty hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, chuyên kinh doanh sỉ và lẻ sản phẩm nữ trang, trong năm 2019 đến năm 2020, Capgeri trực thuộc tập đoàn Trường Tiền sẽ khai trương 50 cửa hàng trên cả nước và hướng tới mang thương hiệu trang sức Capgeri của Việt Nam tới thị trường Campuchia, Lào và Singapore, góp phần đưa hình tượng văn hóa của Việt Nam và Á Đông thông qua các sản phẩm trang sức, vật phẩm phong thủy, phủ sóng trong nước, khu vực và thế giới. Với tôi thì vật phẩm bằng vàng hay là nữ trang bằng vàng thì luôn luôn mang lại những cái điều may mắn cho tất cả chúng ta, đặc biệt là với cái văn hóa Á Đông, các cái nước châu Á và đặc biệt là Việt Nam. Thì với cái định hướng như vậy thì chúng tôi mong muốn rằng trong năm 2019 và bước tiếp theo là năm 2020, chúng tôi sẽ có 50 cửa hàng trên toàn quốc. Và với cái hệ thống như vậy và chúng tôi đặc biệt là thời gian tới chúng tôi sẽ đầu tư hệ thống cửa hàng sang Campuchia, sang Lào và Singapore. Với những cái nghiệp vụ chế tác của cái hệ thống những nghệ nhân mà chúng tôi đang sở hữu thì chúng tôi sẽ mang đến cho khách hàng những cái vật phẩm mang thiên hướng về đặc nét đặc trưng văn hóa của Việt Nam và những cái nét đặc trưng văn hóa mang lại cái niềm may mắn cho đối với những khách hàng sở hữu những sản phẩm của Capgeri. Capgeri với đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp, giàu tâm huyết, có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong ngành nữ trang, luôn tận tâm hết lòng phục vụ khách hàng. Nhân dịp khai trương cửa hàng Capgeri thứ tư đã diễn ra chương trình bốc thăm trúng thưởng logo vàng của tập đoàn Trường Tiền và rất nhiều chương trình ưu đãi giảm giá dành cho khách tham quan và mua hàng.
bạn.